Nhật Bản, học sinh lớp 5B trường tiểu học Nguyễn Cát Trạch, để hưởng ứng cuộc thi review book trang sách xanh nơi dương ước mơ hồng với chủ đề tự hào anh thủ đô anh hùng. Con xin giới thiệu đến với các thầy cô và các bạn cuốn sách 8 trận đánh nổi tiếng đất Hà Thành của tác giả Nguyễn Sinh Thủy, nhà xuất bản Hà Nội. Trận đánh đầu tiên cũng là trận đánh nổi tiếng đầu công nguyên trong lịch sử Việt Nam cũng như trong lịch sử nhân loại chống đội quân xâm lược nô dịch, cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng thuộc loại sớm nhất và lớn nhất. Trận thứ hai là trận Trương Dương Đô trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên ở thế kỷ 13 có thể coi là lâu dài và gian khổ nhất. Trong vòng 30 năm, chúng ta đã 3 lần đương đầu với một đội quân chinh phạt dũng mãnh và tàn bạo nhất thế giới. Một đế quốc đã từng tung vó ngựa chiến suốt từ Đông sang Tây. Trận thứ 3 là trận Tốt Động, Trúc Động. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến giành độc lập vô cùng hiển hách của dân tộc ta. Trong suốt 10 năm, từ năm 1418 cho đến năm 1427, chiến đấu ngoan cường, anh dũng, mưu trí và sáng tạo, nghĩa quân Lam Sơn đã viết lên những trang sử huy hoàng, thể hiện sâu sắc truyền thống anh hùng và chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta. Trận thứ tư là trận Ngọc Hồi, Đống Đa. Thấy quân Tây Sơn rút khỏi Bắc Hà, bọn thân thuộc nhà Trịnh tranh nhau về Thăng Long giành lại ngôi chúa. Lê Chiêu Thống bị phải bí mật hạ chiếu Cần Vương gửi đi các nơi để lo đối phó với bọn nhà chúa mới lên ngôi. Trận thứ năm là trận quân Pháp đánh úp lại thành Hạ Thành Hà Nội lần thứ nhất năm 1873. Trận thứ sáu là trận quân Pháp đánh úp Hạ Thành Hà Nội lần thứ hai năm 1882. Trận thứ bảy là trận quân Pháp đánh úp thành Hà Nội lần thứ ba từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 cho đến ngày 17 tháng 2 năm 1947. Trong cuộc xâm lược thôn tính Việt Nam kéo dài ngót trăm năm, suốt từ năm 1858 cho đến năm 1954 của thực dân Pháp, ta có 3 lần chúng dùng vũ lực đánh chiếm thành Hà Nội. Và trận cuối cùng là trận Điện Biên Phủ trên không từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972. Những thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở hai miền Nam, Bắc đầu năm 1972 đã tác động mạnh mẽ đến hội nghị Paris về Việt Nam. Ngày 17 tháng 10 năm 1972, các bên tham gia hội nghị đã thông qua văn bản hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và dự kiến sẽ ký chính thức vào cuối tháng 10 năm 1972. Nhưng đế quốc Mỹ với dã tâm xâm lược và hiệu chiến bỗng lật lọng và đòi sửa một số điều khoản và dây dưa châu Ý không chịu ký văn bản. Ngày 23 tháng 10 năm 1972, Mỹ ra lệnh cho không quân ngừng ném bom ngoài vĩ tuyến 20 và không ngừng rêu rao luận điệu hòa bình trong tầm tay. Nhưng trên thực tế, chúng đang giáo diết chuẩn bị dùng máy bay B-52 để đánh Hà Nội, Hải Phòng. Trước tình hình trên, ngày 26 tháng 10 năm 1972, chính phủ ta ra tuyên bố vạch trần và lên án thái độ lật lọng của Mỹ, đồng thời khẳng định quyết tâm quân và dân ta kiên trì cuộc chiến đấu cho tới thắng lợi hoàn toàn. Qua cuốn sách này giúp con càng thêm hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc và khiến con càng thêm yêu truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. Các bạn ơi, hãy đọc cuốn sách này với mình nhé!